Ví dụ như là màu trắng con sò điệp này là ở biển Quảng Ninh, màu đỏ lấy ở Kép Bắc Giang, màu xanh lấy ở Lạng Sơn, màu vàng lấy ở dưới đồng bằng này đấy, màu đen cũng lấy ở dưới đồng bằng. Tất cả những màu đó hội tụ trong tranh Đông Hồ. Thấy bức tranh Đông Hồ trong nhà là thấy Tết.